Em cho anh hỏi em đã hiến máu rồi chưa? Dạ em chưa. Anh hiến máu 2 lần rồi. Mình chưa. Dạ em chưa. Em chưa. Dạ em chưa. Dạ em hiến máu 1 lần rồi ạ. Em chưa. Dạ em chưa ạ. Dạ em đã từng hiến 1 lần rồi. Chưa. Anh hiến được 3 lần rồi. Dạ chưa. Sắp tới nhà trường có chương trình hiến máu thì em có định tham gia không? Dạ em có. Mình có chứ. Dạ em, để em suy nghĩ ạ. Em, cái này em phải xem xét. Tại vì em sợ một số. Sợ cái gì? Tại vì thường thường người ta nói là hiến máu thì sẽ béo ấy. Thì con gái rất là sợ béo nên là em sợ. Em sợ đau. Cũng thích Sam tham gia mà. Chắc chắn là sẽ tham gia. Em có. Em nghĩ là có. Nếu em đủ điều kiện thì em sẽ tham gia. Theo em là hiến máu có những cái lợi ích gì? Hiến máu em là thứ nhất là cung cấp máu cho người cần dùng ạ. Thứ hai là em sẽ được béo lên ạ. Hiến máu xong thì thấy cơ thể nó khỏe hơn rồi, mình thấy là tinh thần phấn chấn. Với cả mình cảm thấy là mình cho người khác đi thì mình cảm thấy là tự mình thấy thoải mái thôi. Hiến máu có lợi ích gì? Đó chính là cứu người. Đấy là mục đích cao lớn nhất rồi, không cần phải nói gì hơn. Mình sẽ được thay máu ạ, được trẻ ra, sống lâu hơn ạ. Rất là tốt, vì nó là thay máu cho mình và trước khi người ta cũng làm kiểm tra để cho mình biết được xem mình có bệnh tật gì không. Nó sẽ giúp em tăng cân được và hỗ trợ cho những bệnh nhân đang bị thiếu máu ở trong bệnh viện. Hiến máu giúp anh tăng cân được đều đặn hơn. Em nghĩ là giúp được cho các bệnh nhân thiếu máu. Hỗ trợ cho một phần nào đó cho nhà nước. Có người bảo là hiến máu xong thì đẹp da hơn, nhưng mà em nghĩ là xấu hơn, tại vì mẹ em bảo hiến máu xấu hơn nên em cũng càng không muốn hiến. Rồi, thế cảm xúc của mình trước khi đi hiến máu thì cảm thấy nào nhỉ? Trước khi lần đầu làm chuyện đấy. Em cảm thấy rất hồi hộp ạ. Hơi sợ tí, hơi đau tí, nhưng không sao, hiến xong thích. Hiến xong thích. Rất là đau ạ, mệt ạ. Em đã hiến đâu mà biết rồi. Tìm hiểu chưa? Chưa. Thế cảm xúc của mình trước khi đi hiến máu nhỉ? Trước khi lần đầu làm chuyện đấy. Em sợ ông được hiến mất. Em sợ em bị máu nhiễm mỡ. 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 Em thấy là nó cũng hơi đau, hơi rát nhưng mà cũng bình thường ạ. Nói chung là đợi hơi lâu nhưng mà cũng cảm thấy là rất là thích. Cảm xúc lần đầu của anh khi hiến máu là như nào? Anh sợ kim to. Với anh sợ mất máu đau. Sợ. Chào em, cho anh hỏi là đây là lần thứ mấy em đi hiến máu? Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình hôm nay. Lần đầu tiên anh ạ. Mình nhiều quá không nhớ. Chào anh, là đây là lần đầu tiên ạ. Dạ, lần đầu tiên em đi hiến ạ. Em hôm nay là lần đầu tiên anh ạ. Đây là lần đầu tiên. Hôm nay là lần thứ hai em tham gia cái chương trình hiến máu nhân đạo này. Thì cái lần đầu tiên thì lần trước em tham gia em đã hiến rồi. Thì lần này thì có thể chắc là tí nữa em sẽ hiến tiếp. Em lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất ạ. Em hôm nay lần đầu tiên đi hiến máu ạ. Anh hỏi là cảm xúc của mình khi lần đầu tiên làm chuyện đấy nhỉ? Lần đầu tiên em thì em cảm thấy rất là bất ngờ, có nhiều thứ rất là mới mẻ. Em cũng có nhiều thứ em chưa thể làm quen được. Thôi hơi sợ sợ, lần đầu ai sợ sợ. Lúc đầu có chút sợ nhưng mà sau khi hiến thì thấy bình thường. Lúc đầu sợ thấy bình thường đúng không? Vâng. Em học lớp nào, tên là gì? Em học lớp D1103, em tên là Hương. Em cũng hơi hồi hộp một chút. Cũng hơi hoang mang. Nhưng thôi cứ chiến hết anh ạ. Sợ gì? Sợ mà. Hả? Sợ. Sợ cái gì? Sợ rồi. Nhìn máu sợ. Rất sợ. Sợ đến lúc chụp tay về ra em là em đã ngất. Đau. Đau còn đau. Chưa hiểu nhưng mà biết lắm. Còn cảm xúc gì nữa? Hồi hộp. Sợ. Dạ em cảm thấy rất vui vì đã hiến máu. Đã được hiến máu. Theo em là ý nghĩa của việc hiến máu này nó như thế nào? Dạ, hiến máu đó là giúp cho những người bệnh nhân đang cần máu. Thứ hai nữa là giúp cho em tăng cân, xinh gái hơn. Thứ nhất là mình có thể giúp đỡ những người thiếu máu. Có thể giúp mình giảm cân nữa.
Còn gì nữa thì đặc biệt là hình như hiện là máu của trong số lượng máu ở trong bệnh viện máu trung ương đang thiếu, thế là cái công việc này rất là có ý nghĩa. Rồi, cho anh hỏi là hôm nay mình hiến máu không? Thế tại sao mình hiến? Tại vì em bị huyết áp thấp ạ. Còn sẽ cảm thấy buồn không? Buồn một chút ạ. Thế theo em là hiến máu là có ý nghĩa như nào mà mình mong muốn đi hiến như thế? Bởi vì mình một giọt máu nào thì mình hiến đi cho những bạn mà khó khăn ấy ạ. Thì mình rất là vui. Và hôm nay thì trường Đại học Đại Nam có cái chương trình ngày hội hiến máu ạ. Thì em muốn hỏi thầy về cái lợi ích của việc hiến máu, thứ nhất là đối với xã hội và thứ hai là đối với riêng bản thân những người hiến máu ạ. Rồi, trước hết là việc hiến máu, chúng ta phải hiểu rằng đối với cộng đồng thì đó là một nghĩa cử cao đẹp. Một giọt máu hồng cho đi 1000 cuộc đời ở lại. Đó là ý nghĩa đối với cộng đồng. Và cái thứ hai nữa là đối với ở Việt Nam thì chúng ta đã trở thành những cái phong trào rất lớn. Nhưng nhiều quốc gia trên thế giới đó lại là những hành động không cần phải có những cái phong trào như ở Việt Nam. Như trên phương tiện thông tin đại chúng như các bạn đã biết là các quốc gia có những quốc gia là hầu như 100% là đều hiến máu. Và đặc biệt với cái tình trạng phát triển xã hội như bây giờ, kể cả bệnh tật cũng lẫn như các cái tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, nhiều những cái ca cấp cứu rất cần hiến máu. Và thực tế là đã có những cái khoa học phát triển máu nhân tạo, nhưng phải nói rằng để chất lượng của nó thì chỉ có máu ở cơ thể con người là máu chất lượng nhất. Đối với cộng đồng thì có một ý nghĩa như vậy. Và chính cái vấn đề này thì là Bộ Y tế kết hợp cùng với các cơ quan tổ chức chính quyền là phát động rất nhiều phong trào hiến máu, nhưng lấy lực lượng thanh niên, sinh viên làm nòng cốt, như ở các quân đội cũng như là trong các lực lượng vũ trang, công an và các sinh viên của trường đại học. Đối với cá nhân thì về mặt khoa học thì việc mất máu là một cái kích thích đối với cơ thể của con người, và đặc biệt cụ thể là kích thích vào cơ quan tạo máu của cơ thể, đó là tủy xương, để tạo ra hồng cầu. Thì việc các bạn cho đi máu thì các bạn không hề mất máu đi, mà nếu như các bạn không cho đi thì đời sống của một hồng cầu cũng chỉ tồn tại có 21 ngày thì tự máu cũng sẽ mất đi, và lúc đó cơ thể cũng sẽ lại tạo ra một cái đời sống hồng cầu khác. Cho nên là việc cho đi thì ngoài cái việc là cái nghĩa cử cao đẹp của mình ra thì nó cũng là một cái và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người cho máu. Và đồng thời thì cũng nhân những cái dịp này, có những bạn sợ đi bệnh viện không có bệnh gì thì cơ quan y tế người ta đều phải có những cái xét nghiệm trước khi các bạn hiến máu, bởi vì máu các bạn phải đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn thì mới được hiến máu, chứ không phải ai cũng có tinh thần mà được hiến máu. Thì đấy là có những cái lợi ích riêng đối với những người hiến máu. Vâng, em cảm ơn thầy ạ.